Theo phản ánh của Ban Thanh tra xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Ban Thanh tra đã phát hiện hơn 10.000 mét đất công có nguồn gốc thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Minh Tân bỗng dưng được Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng cấp sổ đỏ cho một hộ gia đình trên địa bàn xã mà không thu tiền sử dụng đất. Tức là Hợp tác xã là lúc giờ là cái mô hình Hợp tác xã làm lò gạch thì giao cho anh Thắng để quản lý cái tài sản và anh ấy, chứ không phải giao đất. Vâng. Cụ thể, năm 1964, Hợp tác xã Nông nghiệp xã Minh Tân xây dựng lò gạch trên diện tích đất hơn 10.000 m2. Đến năm 1988, Hợp tác xã đã giao khoán, bàn giao tài sản của lò gạch cho ông Phạm Văn Thắng, trú tại thôn Duy Tân, xã Minh Tân quản lý, sử dụng và hàng năm, ông Thắng phải trả cho Hợp tác xã 5.000 viên ngói. Qua xác minh từ cán bộ tài chính và cán bộ kế toán xã Minh Tân qua các thời kỳ, Ban Thanh tra Nhân dân xã Minh Tân nhận thấy, từ năm 1994 đến nay, ông Thắng không nộp 5.000 viên ngói cho hợp tác xã hàng năm, cũng không nộp tiền sử dụng đất. Lạ hơn, ông Thắng còn được hai đời chủ tịch huyện nhiều lần cấp sổ đỏ trên các diện tích đất này, tạo cơ hội để ông Thắng chuyển nhượng đất cho người khác với giá trị lên tới nhiều tỷ đồng. Báo cáo anh là đây là toàn bộ diện tích này là diện tích là 10.992 m2. Là của đất lò gạch, và cái hành trình cái lò gạch này là của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Minh Tân, tức là từ năm 64 đến năm 88 thì lúc giờ nhà nước ra cái 652 và cái nghị quyết 10, cho nên là cái một mô hình tập thể là giải tán. Được. Thì nó giao lại là năm 88 giao lại cái tài sản trên đất của cái 10.992 m2 này, toàn bộ tài sản lò gạch là giao cho anh Thắng. Okay. Để mà sản xuất kinh doanh. Đấy, thì muốn một năm là anh Thắng phải trách nhiệm nộp cho Hợp tác xã là 5.000 viên ngoại. Okay. Nhưng mà từ năm đó đến bây giờ cũng không nộp gì. Okay. Toàn bộ tài sản đó thì anh Thắng đã lại bán hết, không còn cái gì cả. Okay. Còn về cái đất thì đến năm tức là năm 2007 thì không hiểu tại sao thì nhà nước cấp huyện lại là làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho anh Thắng. Cụ thể, vào cuối năm 2007, ông Phạm Công Tráng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng, ký và cấp sổ đỏ cho gia đình ông Thắng tại thửa đất trên diện tích gần 6.000 m2. Thời điểm này, gia đình ông Thắng đã được cấp sổ đỏ ở thôn Duy Tân, xã Minh Tân với diện tích hơn 600 m2. Đến đời chủ tịch mới, cuối năm 2014, tại khu đất lò gạch trên, ông Nguyễn Tiến Hưng, đương kim chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng, ký và cấp hai cuốn sổ đỏ cho gia đình ông Thắng, gồm hơn 9.000 mét đất để làm trang trại tổng hợp, với thời hạn sử dụng là 49 năm và không thu tiền sử dụng đất, và một thửa đất ở hơn 350 m2. Đầu năm 2018, ông Phạm Văn Thắng đã chuyển nhượng hai thửa đất này cho vợ chồng ông Bùi Mạnh Hùng và bà Phạm Thị Hiền, trú tại xã Minh Tân. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2018, ông Trần Duy Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đã cấp sổ đỏ cho gia đình ông Hùng. Ông Bùi Mạnh Hùng sau đó đã tiến hành san lấp mặt bằng, tự ý xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp khi chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hành vi này của ông Hùng đã bị Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân phát hiện và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận được đơn tố cáo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Trước đó, Ban Nội chính tỉnh ủy đã có văn bản truyền đơn của ông Chiến tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng để xem xét giải quyết, trả lời công dân và báo cáo kết quả về Ban Nội chính trước ngày 24 tháng 4. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng không báo cáo Ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình theo đúng thời hạn. Để làm rõ những nghi vấn về việc Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng cho không gia đình ông Thắng hơn 10.000 mét đất công, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng và ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đề nghị cung cấp hồ sơ kê khai, xin cấp sổ đỏ của gia đình ông Thắng nhưng đều bất thành. Đề nghị là nhà nước làm rõ về cái quyền sử dụng đất này và cái trực tiếp sử dụng đất này nó ra làm sao.